Xin chào các bạn đã quay lại shop đồ cô Gia Khánh Góm nhé. Em chúc tất cả các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Thứ hôm nay là ngày 26 tháng 10. Hôm nay lại tiếp tục đến bác nuôi phụ kiện ô cá. Video của ngày hôm nay có kìm kẹp kéo này, kính câu, máy câu và phụ kiện thổ cẩm. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua cho tất cả các bạn là 0878690999. Số điện thoại đã trên góc màn hình. Bạn làm mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá trong video thùm bí ship mỗi đơn hàng thì đi cho cộng thêm 20.000 và em sẽ ship code toàn quốc. Các bác cập trà thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên mã số 1 em sẽ đưa bác một cây súng mô hình về cho bác làm trưng bày nhé. Đây, một cây súng kiểu cổ, dáng cổ đây nhé. Đây, đây. Phần khung này, khung nó sẽ khung bằng gỗ nhé. Còn phần nòng súng này có tất cả họa tiết nó sẽ làm kim loại nhé. Đây, phiên bản rep 1. Cây súng này sản xuất tại Tây Ban Nha. Hôm trước về có cả hộp đấy, nhưng mà cái hộp thằng cò con nhau nó xé mất rồi. Thế nhà còn mỗi cây súng này không nhé. Đây, một cây súng mô hình. Đây, đấy, các bác có thể kéo côn nhé. Đây, bóp ngoài đây. Đấy, cực kỳ hay. Đây chỗ này sẽ đúc thép đặc nhé. Nếu súng thật thì thường em thấy bên trong này là có một cái lỗ kim hỏa, nhưng mà cái này là thép đặc, nó chỉ là mô hình nhé. Mô hình cực đẹp luôn. Đây này có họa tiết các kiểu, đóng đinh đồng các kiểu như này, cực kỳ đẹp nhé. Và cái súng này mã số 1 là cái súng mô hình bán cho bắt đầu về trưng bày nhé. Cái súng này cái tổng chiều dài này dài 20 cm, tổng chiều dài 20 cm nhé. Thì cái súng mã số 1 cái súng này em sẽ để giá là 500.000, mã số 1 500.000 nhé, một cái súng mô hình nhé. Thế như đấy, mã số 1 500.000. Tiếp tục mã số 2 em sẽ đưa bác một chiếc kẹp cá đến hãng Beckenday, một chiếc kẹp cá đến thị trường Hoa Kỳ Mỹ nhé. Beckenday nhé, đựng trên một cái bao da cực xịn xò này, cực xịn xò nhé. Trên bao da nó cũng hai ngăn, một ngăn chính, ngăn phụ này, ngăn phụ cho bác để phụ kiện nhỏ này, kiện nhỏ đấy nhé, ngăn phụ đấy nhé. Đấy, bọc da cực xịn xò, nó phối giữa hai màu đen và màu đỏ nhé, màu đen đỏ nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Và răng là sau có cái móc này, cái móc là móc để ở quần này, móc thắt lưng này, và móc vào trong túi câu nhé. Đây, chỗ răng. Đấy, và răng sẽ xây dựng nhân vật chính có một chiếc kẹp cá giống xịt khẩu súng chỗ răng. Đấy, phần khung chính của chiếc kẹp cá này nó là sử dụng thép trắng gì nhé. Đấy, và chiếc phần mỏ này nó là dạng thép cứng siêu cường, thép cứng cường nhé. Đấy, đây, đây, có như này. phần mỏ này nó cũng có dập rãnh chống trượt đấy, đấy, cực xịn xò, cái còn. Còn phần khung này, phần tay cầm này và tay cò này nó sẽ nằm như AVS. Và chiếc kẹp cá này có một điểm cộng cực kỳ hay đây này. Ở đây này, khi bác kẹp chúng rồi ấy, thì nó có một cái điểm G đấy, điểm G là nó sẽ cò giữ lại, có lại nhé. Bác phải bóp này vào này thì bác mới kéo được, nếu bác không bóp sẽ không kéo như đấy nhé. Nó gần như chiếc cứng cực kỳ xịn xò đây, kiểu dáng này. Đấy, một chiếc kẹp cá đến thị trường Hoa Kỳ Mỹ, đến hãng Beckenday. Chiếc kẹp cá nó tổng chiều dài như sau, tổng chiều dài em sẽ đo chéo này. Tổng chiều dài chiếc kẹp này sẽ tương đương tầm 20 cm nhé. Thì chiếc kẹp này, chiếc kẹp mã số 2, một chiếc kẹp cá Beckenday đến trường Hoa Kỳ Mỹ, kiểu dáng giống khẩu súng này, có khóa cò đồng hóa nhé. Thì chiếc kẹp mã số 2, em sẽ để giá là 500.000 mã số 2 nhé. Rồi tiếp tục đến mã số 3 sẽ đeo một chiếc cá công dân, kiểu dáng đấy. Ở phần khung này nó sử dụng thép trắng gì, phần mỏ này mỏ thép cứng siêu cường dày của tầm 3 ni đấy như đấy. Cái dòng kẹp cá quốc dân này bác kẹp đầy đủ tất cả loại cá, từ cá to cá nhỏ thoải mái nhé, cá to không giờ dễ bùng thôi nhé. Đấy, riêng dòng kẹp cá quốc dân này nó có một cái là so cực kỳ là khỏe đấy. Khi bác đã kẹp cá rồi không giờ sẽ bung, không sẽ bung nhé. Và chiếc kẹp này hiện tại đang ố này, cái này bác về cho tí dầu máy bác chỉ cạo qua phát là tự bóng đấy. Đấy, một phần tay cò sử dụng như ABS này, và cán mút Eva này, có dây bảo hiểm đầy đủ nhé, đấy nhé. Một chiếc cá quốc dân mã số 3. Chiếc kẹp cá này có tổng chiều dài là 24 cm, nhé. Thì chiếc cá mã số 3 này em sẽ để giá là 100.000 mã số 3 nhé. Tiếp tục mã số 4 em sẽ đeo một chiếc cá đến hãng Maroc, một chiếc cá cao cấp nhé. Đấy, một chiếc kẹp cá là bằng thép hợp kim nhôm siêu nhẹ, được phay CNC cực kỳ đẹp luôn, phay CNC cực đẹp đấy, kiểu dáng dây bảo hiểm đầy đủ nhé. Đấy, và hai bên hông này sẽ ốp hai miếng carbon đây, cực đẹp nhé. Và con này sẽ sử dụng ốc đều là ốc bắt lục giác nhé. Một chiếc cặp cá đến hãng Brock nhé. Đây, kiểu tay cò này. Chiếc kẹp này cho bác kẹp những con cá ngoài xa này, tại vì là từ chỗ tay cò này ra chỗ này nó rơi vào tầm 10 phân, bác kẹp xa thoải mái nhé. Đây nhé, đây là. Thì chiếc kẹp này thì là khung thép bốn lớp nhé. Hai bên hông ngoài này sẽ là hai lớp thép hợp kim nhôm siêu nhẹ màu đỏ ấy. Đấy, cuối cùng vào trong này lớp trắng đấy, nó sử dụng thép trắng không gì đấy, cực đẹp. Tay cò cực kỳ trắng. Một chiếc phần mỏ này sử dụng thép trắng siêu cường luôn nhỉ, trắng cường dày của tầm 2 ni cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái mỏ là khá là bé này, cho bác kẹp cá to cá thoải mái. Và đặc điểm ấy là cái dòng kẹp cá mà cái mỏ bằng kim loại thép trắng này không bị sứt mẻ, không sợ sứt mẻ nhé, còn cực kỳ đẹp luôn. Đây, bác kẹp tất cả loại cá không sợ sứt mẻ nhé. Đây, kiểu dáng này. Chiếc kẹp cá này đánh giá của hình đẹp tầm trên 90% nhé.
cực kỳ ít xây trước, cực kỳ ít xây trước nhé, đây, cực kỳ đẹp nhé đấy. Thì là cái khóa chữ G này cũng của chính hãng này, Brock đây nhé, Brock nhé. Thì chiếc cá mã số 4 này, mã số 4 chiếc cá nó tổng chiều dài 24 cm, tổng chiều dài 24 cm. Thì chiếc cá mã số 4 này em sẽ để giá là 450.000, mã số 4 nhé. Tiếp tục mã số 5 nhé, thời điểm một chiếc cá tiếp theo, một chiếc cá đến hãng Fantun nhé, đây một chiếc cá kiểu dáng này. Đây, tay cỏ cực kỳ nhẹ nhé. Ở chiếc cá này phần dưới này có cái móc này cực kỳ hay, cái móc này các bác có thể móc trực tiếp lên móc trực tiếp lên túi câu này, móc điều quần này, đây nhé, đây một cái móc như này, đó, cực hay luôn. Ở chiếc cá này sử dụng là thép hợp kim nhôm, cũng sử dụng 4 lớp nhé, hai bên hông là hai lớp hợp kim nhôm này, và bên trong sẽ là lõi thép trắng không gì, được sơn đen đấy, đấy. Và mỏ cái này mỏ là thép hợp kim nhôm siêu cường lên này đấy. Tất cả vào cái dòng mỏ mà thép hợp kim nhôm ấy thì nó khi cặp cá to nó dẫy, những cá nó răng sắc thì sẽ hơi bị xước hơi nhầy như đấy, bị cấn như này như đấy. Đấy. Thì những con thép trắng kia cực kỳ tuyệt đối luôn, còn những con này này hay bị xước như này, đấy. Và con này này, một điểm cộng nó sẽ bắt tất cả con loại ốc này, ốc để bắt ốc chìm nhé, bắt ốc lục giác sẽ bắt ốc chìm nhé. Khi chúng ta cầm này sẽ không bị cấn tay đấy. Tay cò này. Đấy. cực kỳ nhẹ nhé. Chiếc cặp này đã qua dụng rồi, mọi hình nó có bị xước thì xước này nhé, Và chiếc cặp cá mã số 5, một chiếc cặp cá đến hãng Fantun. Chiếc cặp cá này có tổng chiều dài là dài 21,8 cm. Thì chiếc cặp cá mã số 5 này em sẽ để giá là 330.000. Mã số 5 330.000 chiếc cặp cá này nhé. Tiếp tục mã số 6. Số 6 em sẽ đem một chiếc cặp cá cao cấp, một chiếc cặp cá đến hãng GM đây, Golden Men nhé, đấy nhé, một cặp cá cao cấp. Con này thì ngoại hình nó cực kỳ đẹp, gần như là mới đấy. À, tay cầm này, nó sẽ là ốp dạng ốp cao su này, cực kỳ chắc tay luôn. À, và bên trong này em có bên trong này nó sẽ là dạng thép hợp kim nhôm, phay CNC cực kỳ đẹp nhé. Và bên ngoài sẽ ốp hai miếng nhựa trắng này, nhìn này, hai lớp nhựa trắng này, cực kỳ xịn sò luôn. Tay cò này và phần mỏ này nó sử dụng thép trắng gì? Dòng thép trắng gì này? Kẹp cá gì thoải mái, không cho bị xước, không bị cấn ở trên cái phần mỏ đấy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây kiểu dáng này. Đấy, khá nhỏ gọn nhé. Hiện tại em đang dùng một cái giống xỉ này, nên sẽ cũ hơn. Nhưng đấy dùng khá là lâu, dùng khoảng tầm 1.5 năm này rồi, nhưng mà cực kỳ bền nhé. Đấy, phần trên này nó cũng trang trí này, cực kỳ đẹp này. Phần tay cò này, tất cả đồ dụng thép trắng nhé, đây nhé, thép trắng này. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, thì mẫu số 6, một chiếc cá đến hãng GM. Chiếc cá nó có tổng chiều dài là dài 19 cm, tổng chiều dài 19 cm nhé, khá nhỏ gọn nhé. Khi chúng ta cầm này khá nhỏ gọn nhé. Thì chiếc cá mẫu số 6 em sẽ để giá là 650.000. Mã số 6 650.000 nhé. Rồi tiếp tục đến mã số 7. Mã số 7 sẽ để bắt một chiếc cá quốc dân, một chiếc kẹp cá quốc dân nhé. Đấy, là chiếc kẹp này còn gần như là new mới nguyên trăm trăm nhé. Chiếc kẹp này thì là hai phần khung bên ngoài nó sẽ là sử dụng thép kim nhôm siêu nhẹ, còn bên trong này hai miếng ốp bên trong này nó sử dụng là thép trắng chỉ tay cò này. Ngoài gần như new mới nguyên cực kỳ đẹp. Có phần móc trên bảo hiểm đầy đủ này, tất cả đều là bắt ốc lục giác nhé. Còn chiếc phần mỏ này của nó, con này sẽ dày của tầm 1.5 ly nhé, thép trắng siêu cường nhé. Phần mỏ này con này có một cái miệng này cho con nách cá cực kỳ tốt nhé. Và hai cái bản từ trên này, bản trên này mà dưới này cực kỳ to này, tránh chiếc rách miệng cá cực kỳ là cao, đây kiểu dáng này, cực kỳ chắc chắn con này, bao chắc chắn, kẹp cá to cá nhỏ thoải mái, kẹp cá vài chục cân đều kia nhé. Thì chiếc kẹp cá quốc dân mã số 7, chiếc kẹp cá này có tổng chiều dài là dài 17 cm, tổng chiều dài 17 cm. Và chiếc kẹp cá mã số 7 này em sẽ để giá là 200.000, mã số 7 200.000 chiếc kẹp cá này nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 8. Mã số 8 em sẽ đem một chiếc kẹp cá nhựa đến hãng Simlo nhé. Chiếc kẹp cá này sử dụng như ABS đây, kiểu dáng đấy. Và dưới này có một chỗ an toàn nhé. Bác khi bác muốn sử dụng bác cấn vào này, đấy, thì nó tự bung ra, trong này có nó số đẩy nhá. Còn khi các bác không muốn sử dụng nữa, các bác muốn cất đi, bác này bóp chặt vào, bác rút cái chốt này, đấy, tự đóng này. Đấy. Và chiếc kẹp này sử dụng như ABS, ngoại hình nó còn gần như mới nhá, cực kỳ đẹp. Xin lỗi nhá, bây giờ sẽ mở nó xem này. Chiếc kẹp cá này thích hợp là câu Ikeda này, câu Hechi này, câu ISO này, cực kỳ hiệu quả luôn. Khi chúng ta cầm những con cá dìa có hói, cái vây nó rất là sắc, nó hay đâm vào tay, thì các bác câu, các kiểu này, bác kẹp này. Đấy thì cực kỳ hiệu quả nhá. Hoặc nhà bác nào gần biển mang ra kẹp con cá hải sản ở dưới biển khi nước xuống ấy, bác ra kẹp thì cực kỳ ngon. Đấy. Thì chiếc kẹp cá này em sẽ đo tổng chiều dài nhé. Tổng chiều dài chiếc kẹp cá này em tính cả phần chốt nhé, tương đương dài 23.5 cm. Thì chiếc kẹp cá mã số 8 này, chiếc kẹp cá nó sẽ để giá là 200.000 mã số 8 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 9. Mã số 9 nó sẽ đem một chiếc kẹp cá nhựa tiếp theo, một chiếc kẹp cá làm bằng nhựa ABS. Chiếc kẹp cá này sản xuất tại Daiwa nhé. Đấy, một chiếc kẹp cá đến hãng Daiwa. Chiếc cặp cá nó phối cho ai màu ở cái phần tay cầm này, đánh nhẽ nó là màu xanh như này, nhưng mà khả năng nó là cái cao su ấy, nó bị
thứ nhất bị bẩn, thứ hai bị bay màu, thì nhà nó sáng màu hơi xám xám hơi sẫm sẫm. Còn khung nhựa này, khung nhựa ABS này cực kỳ xịn sò kiểu rắn này. Và dưới này có một cái chốt này, cái muốn sử dụng bao phải mở ra này, thì tự bung này, không cho đẩy này. Thì chiếc kẹp cá này tích hợp là câu Ikara này, câu Hechi này, câu ISO này thì cực hiệu quả nhé. Để tránh tình trạng những cá đâm vào tay, con cầm nó bắt gắp ra cưa khá nhiều. Con này đã qua dụng rồi thì ngoại hình có bị bẩn, có bị xước, có bị cũ như này nhé. Và chiếc kẹp cá mã số 9 và chiếc kẹp cá Daiwa. Chiếc kẹp cá này có tổng chiều dài là dài 20 cm, và chiếc kẹp cá mã số 9 này em sẽ để giá là 130.000. Mã số 9 130.000 các nhé. Đây, mã số 9 130.000. Tiếp tục chuyển sang mã số 10. Mã số 10 em sẽ lấy bằng một con dao đến hạn Benmut nhé. Đây, một con dao Benmut nhé. Con dao này ở sử dụng thép này, thép trắng và được tiện CNC cực kỳ đẹp nhé. Con dao này cùng có hai lưỡi, đầu tiên sẽ được một cái lưỡi chính này. Cực kỳ là sắc luôn đấy nhá. Lưỡi còn zin nguyên nhé. Không bị cấn, không bị mẻ nhé. Còn cực kỳ là sắc nhé. Đấy. Và chiếc con dao này hiện tại đang bị cấn màu chút này, đang hơi bị gì xem chút này. Cái này thì bắt đầu về cho dầu máy qua, bằng lau qua và tự nó sạch nhé, bên mút đấy, bên mặt này vậy đấy, trong này cái này là do khả năng là muối vào thì nó hơi bị ố màu như này đấy. Bắt đầu vệ sinh thì cực kỳ là ngon, dao cực kỳ là sắc, lưỡi zin nguyên. Rồi tiếp tục dưới này có thêm một lưỡi dao nữa, một lưỡi dao cắt nhanh đây này, dưới này có một lưỡi dao cắt nhanh đây. Nhìn thấy đây là con ngay à. Và tiếp tục là sau nó có một cái chốt để cho bác để phá kính, cho phá kính nhé. À, tất cả con ốc này đều bắt ốc lục giác và bắt chìm nhé, khi chúng ta cầm này không bị cấn tay nhé. Mã số 10 em có một con dao đến hạn Benmut. Con dao này khi kéo dài hết cỡ thì nó sẽ là dài 20 cm, riêng phần lưỡi của con dao sẽ lưỡi dài 8,5 cm nhé. Đấy, và khi thu gọn này sẽ gập vào đây. Và khi thu gọn con dao này nó sẽ là 12 cm nhé. Và con dao mã số 10, một con dao Benmut, ngoại hình khá là mới, khá đẹp. À, cái lưỡi còn zin nguyên, mã số 10 con dao này sẽ để giá là 300.000 mã số 10 nhé. Tiếp tục mã số 11. Mã số 11 em sẽ lấy bằng con dao gấp, một con dao gấp đến hạng Daiwa, một con dao gấp như này đấy. Khi chúng ta gấp như này, bác đút túi quần thoải mái, không sợ ảnh hưởng nhé. À, phần nhựa ngoài sẽ như ABS ngoài nhé. À, và dưới này có một chốt này, thì bác muốn mở ra, muốn sử dụng có thể mở chốt ra đấy. Rồi bác lật cái mặt này nhé, lật cái mặt trên này trước nhé. Đấy, rồi tự con lật nốt nửa mặt xuống này và đóng cái chốt này vào. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được con dao này. Con này ngoại hình nó gần như là niêm mới nguyên nhé. Một con dao Daiwa này, đây nhé. Đấy, Fit Clay 2 Made in Japan nhé, Đấy, và con dao này sử dụng thép trắng nhé. Riêng phần lưỡi này, đấy, cực kỳ sắc, niêm mới, cực đẹp đấy. Đấy, và tay cầm nhựa hết. Đấy, còn khi các bác không muốn sử dụng các bác cần mở này, bác dập mặt dưới giúp em, đấy, rồi bác lật nốt cái mặt trên này, đóng vào, đấy. cực kỳ an toàn nhé. Và con dao này em sẽ đo tổng chiều dài cả dao quả cán nhé. Tổng chiều dài cả dao quả cán sẽ là 21,5 cm. Riêng phần lưỡi của con dao sẽ lưỡi dài 8 cm nhé. Và khi thu gọn con dao này nó sẽ là 12,3 cm nhé. Con dao mã số 11, con dao Daiwa, con này lưu mới nguyên, gần như lưu mới nguyên 100%. Lưỡi còn zin nguyên. Mã số 11 con dao này em sẽ để giá là 300.000 mã số 11 nhé. Tiếp tục mã số 12. Ở số 12 em có con dao tương tự như vậy, một dao giống xì nhé, một con dao đến hạn Daiwa. Đây của dao đây, đấy, giờ sẽ mở bác xem. Đây này có một chốt này, thì bác muốn sử dụng bác mở chốt này, đấy, bác mở này, đấy, sẽ ra con dao như này. Đấy, bác đóng chốt phát sẽ ra một con dao cầm như này, đấy, cực xịn xò luôn. Đấy như này, con dao này này thì là màu đen này, nó sẽ là sơn phủ đen Daiwa nhé, Fight Clay 2 nhé, Made in Japan nhé, chuẩn nội địa đấy, đấy như này. Còn lưu mới nguyên luôn, coi như này, lưỡi cực kỳ sắc, không bị cấn, không bị mẻ nữa. Còn tay cầm sử dụng như ABS đấy, ABS nhé. Và con dao này em sẽ đo cho bác tổng thể, chiều dài của con dao sẽ dài 21,5 cm, lưỡi là lưỡi dài 8 cm và khi thu gọn sẽ là 12,3 cm đấy như này. Một con dao đến hạn Daiwa, lưu mới nguyên, cực kỳ sắc luôn đấy. Đấy, các bác không sử dụng bác lật giữa nửa này trước này, úp nửa này, bác chốt lúc này mà thì sẽ ra con dao gọn như này nhá. Thì mã số 12 em có một con dao đến hạn Daiwa, con dao này em sẽ để giá là 300.000 mã số 12 nhá. Tiếp tục mã số 13 em sẽ đeo bắt một chiếc kìm Dan Lai, một chiếc kìm đến hạn RM đựng trên một chiếc túi ABI nhé. Kìm một hãng này và túi hãng nhé, túi sẽ túi như mới nguyên. Chiếc túi này đến hạn ABI Hà Nội điện nhé, vải đấy các bạn, đẹp new mới nguyên nhé. Chiếc túi này cực kỳ là hay, chiếc túi này này ở bên hông này có một phần móc kẹp này, bác chỉ móc cái kẹp cá thì phát là bác đeo lên thắt lưng này, đeo đĩa quần này, đeo túi cầu sử dụng ngay, đấy, cực hay anh này, có móc cho để móc kẹp cá, đấy, cực kỳ tiện. Và ra sau này riêng phần giấy dán này,
bao chắc chắn không sợ bung rơi, không sợ bung rơi nhé. Và bên trong em sẽ được một cái kìm, một cái kìm này đến hãng GM nhé, một cái kìm nội địa. Chiếc kìm này là sử dụng thép hợp kim nhôm, theo kim nhôm nhé, được phay tiện CNC cực kỳ là đẹp đấy nhá, khi chúng ta cầm trên tay này cực kỳ là êm nhé, cực kỳ êm, không bị cấn nhé. Và chiếc kìm này đã qua dụng ngoại hình có bị xước nhé, bị xước đen, xước chốc chơi đấy. Đấy. Và chiếc kim này báo được bác này, cái mỏ này sẽ không đóng kín được, tại vì là cái lưỡi câu, cái lưỡi cắt này người ta đã thay thế rồi, thấy ra là thay thế mà người ta không cân chỉnh thế này, đấy, thì là cái lưỡi này, lưỡi trên này nó va lưỡi dưới này, thì là nó chặt chỗ này rồi thì cái phần mỏ sẽ không khít được với nhau, không khít nhau nhá. Thì một cách khắc chế là em sẽ chỉ qua một chút, ở phần trên là lưỡi sắc này, lưỡi sắc nhá, đấy. Và dưới này có một cái bàn này gần như là một cái thớt đấy. Bác đặt đồ này, bác cắt này, đấy nhá, đấy. Thì cái thớt dưới này này nó không ảnh hưởng đến độ sắc, thì bác bỏ ra, bác có thể cắt mài đi, để làm sao cái mỏ nó sẽ khít được với nhau, thì bác sử dụng ngon lành đấy nhá. Đây này, con ốc ngon nóng đây này, đây người ta sử dụng, người ta thay thế là con ốc ngon đang nóng đấy. Và tiếp tục phần mỏ em báo cho các bác này, này con ốc này nó đang bị nóng, bác về siết giúp em bốn ốc này, siết chặt thì nó sẽ cố định lại nhé. Đấy. Còn chiếc phần mỏ là sử dụng thép cứng siêu cường, thép cứng cường nhé. Cái mỏ là mỏ đa năng, thì đầu tiên có cái phần nhọn này cho bác để thay dinh lưỡi này, tiếp tục phần răng cưa này cho bác để gỡ lưỡi này, phần vòm tròn để bác để kẹp chì này, trong này phần răng cưa to cho bác để kẹp đồ to đồ cứng đấy, kiểu đấy. Đấy, một chiếc kìm này báo cho các bác này. Thì chiếc kìm này, chiếc kìm mã số 13, chiếc kìm có tổng chiều dài là dài 18 cm, tổng chiều dài 18 cm. Thì chiếc kìm này, chiếc kìm mã số 13 bán cho bác cả túi cả kìm mã số 13 sẽ để giá là 220.000 mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14 em sẽ giới thiệu một chiếc kìm đa năng, phiên bản mini tích hợp cùng ulu chân này cực kỳ nhỏ gọn nhé. Đấy, chiếc kìm này là sử dụng thép hợp kim nhôm phay CNC cầm cực kỳ êm nhé. Đấy. Chiếc kìm này đánh giá của mình còn khá là mới, đã qua dụng rồi, có một hai điểm cạ nhẹ ở những cái góc cạnh nhé. Khi chúng ta cầm nó sẽ mòn đấy, còn đâu tất cả mọi thứ đều đẹp đấy, khá nhỏ gọn, dễ bị mày đối nhé. Chiếc kìm này đến hãng Waterblade nhé. Đấy. Và chiếc kìm này có hai chức năng, đầu tiên là cái mỏ này, mỏ răng cưa cho bạn để gỡ lưỡi này, và trong này có một cái lưỡi cắt này cho bác cắt dây pe này, dây furobon này, dây cỡ inox này, rồi là cắt chì đều kia. Đấy. Cái mỏ này đã qua dụng này nha, nó hơi bị chốc kiểu dáng này, khá là gọn, bé tí trong lòng tay này, bé tí nhá. Và chiếc kìm mã số 14, một chiếc kìm đa năng mini, chiếc kìm này có tổng chiều dài 11.5 cm, và chiếc kìm mã số 14 này em sẽ để giá là 170.000 mã số 14 nhá. Tiếp tục mã số 15 em sẽ để vào một chiếc kéo chuyên cắt PE nhé, đến hãng Yamaha nhé. Một chiếc kéo này có tên là Cutter 120, tương đương dài 12 cm. Này các bạn nhìn này, nó in cực kỳ đẹp luôn. Đấy, như đấy, sản xuất tại Japan nhé, hàng đi mới nguyên. Và chiếc kéo này có cái lưỡi răng cưa chống trượt nhé, cắt dây be thoải mái luôn. Đây này, 12 cm đấy nhé. Và ra đằng sau in thông tin này, đấy nhé, thông tin này nhé. Đấy, sản xuất tại Japan này, mã vạch đỉnh núi nhé. Và chiếc kéo này, kéo mã số 15, một chiếc kéo chuyên cắt be, mã số 15, chiếc kéo này em sẽ để giá là 120.000 mã số 15 nhé. Tiếp tục mã số 16 em sẽ để bác một combo gồm hai chiếc kéo đa năng nhé, hai chiếc kéo đều cùng một hãng, kéo đến hãng nội địa, hai chiếc, một chiếc màu xanh, một chiếc màu vàng. Thì giới thiệu với chiếc màu xanh trước đây, xanh đấy. Chiếc hộp của màu xanh này nó hơi bị bẩn, hơi bị chảy nhựa đấy nhé. Đây, chắc khả năng để cái đồ làm nóng quá bị chảy nhựa đấy. Đấy, ở đây và nhân vật chính nhé, đây một chiếc kéo kiểu dáng đấy. Cái lưỡi kéo này khá là khít này, cho bác cắt dây pe, dây furobon này, cái chiếc cước đều ghê nhé, đây nhé. Đấy, còn riêng phần lưỡi kéo này nó sử dụng thép trắng gì nhé, đây kiểu dáng cực kỳ là sắc nhé. Nối tục đến con màu vàng tương tự vậy, con màu vàng mới hơn nhé, đây sẽ cho bác xem đấy. Phần khung thép trắng không gì nhé, đấy lưỡi cực kỳ sắc, cho bác cắt dây pe, dây furobon này, dây cơ inox đều ghê nhé. Đấy, thì combo mã số 16 gồm hai chiếc kéo đa năng, combo mã số 16 này sẽ để giá là 110.000 mã số 16 nhé. Tiếp tục mã số 17 em sẽ điện bác một chiếc máy câu nội địa sản xuất tại Japan nhé. Chiếc máy câu này đến hãng Shimano, có tên là Biomaster, size 2000, quay cực kỳ bon, quay cực kỳ ngon. Một cái máy này size 2000, con này thì các bác có thể đổi tay trái phải thoải mái nhé. Người Nhật thường người ta hay bên tay quay sẽ bên tay phải, còn tay cầm cần thì cầm tay trái nhé. Đây kiểu là đúng nguyên bản về này. Đấy. Và tay quay các bác có thể gập này, các em có thể gập gọn được này, gọn. Đấy. Và trái ngược trái xuôi đủ này, em đang mở trái ngược đấy. Còn khi chúng ta mà đóng trái ngược ấy, thì nó sẽ phát ra tiếng kêu này, khá hay nhé. Ngoại hình của chiếc máy câu đã qua dụng, ngoại hình có xước nhé, có xước răng các kiểu đấy. Con này sử dụng 4 bạc đà,
bốn con đạn đấy. Đây và gạt cước này, gạt cước con này nha, con ăn cước sống, con ăn cước bằng đá nhưng con ăn cước sống đâu mà đấy. Và mobil này, đây, cái cối này, cái cối này thì là người ta cứ hay câu biển nên nước muối vào thì nó hơi bị sần, kiểu là phần sơn này nó hơi bị nổ một chút, hơi bị nổ sơn một chút nhá. Đấy, đấy. Còn khi chúng ta mà các bác cầm cái nô sợi này, này còn khá là nhẵn, chống sợi dây cực kỳ tốt. Khi mà nhẵn ấy, cực kỳ ít sợi dây đấy. Rát kêu nó khá là bé, rát con này kêu không to nhé. Còn siết rát kêu cực kỳ đanh nhé. Thì con máy mã câu, con máy câu mã số 17, một con máy câu Shimano Biomaster 22.000 hoạt động bình thường hôm nay. Con máy câu này em sẽ để giá là 300.000 mã số 17 nhé. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 em sẽ đeo một chiếc kính câu. Hôm nay em sẽ sell 4 cái kính câu này giá rẻ chỉ có 200.000 trên chiếc thôi. Đầu tiên em sẽ đeo một chiếc kính câu Scorpion. Đây một chiếc kính câu phân cực. Đây kiểu này. Chiếc kính này thì đã qua dụng rồi, mà thứ hai nó về nhà em để dưới đất thì nhà nó hơi bị bụi bám bụi bẩn. Cái này bác nào về có dung dịch vệ sinh, dung dịch phát nó lau phát lại bóng ngay. Đấy. Một chiếc phân cực kiểu dáng này. Phần khung nhựa ABS cực kỳ xịn sò nhá. Với phần ốp tai này, người ta sử dụng kiểu dạng nhựa mềm và cao su mềm. Khi chúng ta đeo lên tai cực kỳ êm nhé. Và bên trong này trên này em có một cái viền xốp này để chống mồ hôi nó chảy bên trong, trong kính hơi bẩn. Còn khi có đeo lên mắt này này, đấy, cực kỳ là nét luôn, siêu trong suốt luôn, đấy, một chiếc kính phân cực kiểu dài. Đấy, thì mã số này mã số 18, một chiếc kính phân cực đến hãng Scorpion. Chiếc kính này em lại sell bác chỉ còn 200.000 mã số 18 nhé. Tiếp tục mã số 19. Mã số 19 em sới đeo một chiếc kính Sportina nhé, một chiếc kính phân cực kiểu dài. Chiếc kính này ôm hết mắt nhé. Chiếc kính này đã qua dụng rồi, ngoại hình có hơi bị sức răm nhỏ đấy, đấy. Cái này do em để ở nhà thì là để mấy cái hộp đèn lên thì nha, nó hơi bị bám bụi bẩn, hơi sức răm. Cái này bác nào về có dung dịch lau kính, lau phát bóng ngay Sportina đấy. Còn trên phần khung này, khung nhựa nhé đấy, nhận đây kiểu dạng đấy. Có tụt vào bên trong nó có đánh mã PSN1 đấy. Và cái phần gọng đeo này mắt này nó sẽ làm cái dạng nhựa mềm, đeo lên khá là êm đấy. Ở đây bên trong kính cho bác xem thấu kính đấy. Thấu kính cực kỳ là nét luôn, siêu trong suốt nhá. Một chiếc kính phân cực khi chúng ta đeo lên sẽ là hơi màu sẫm sáng nhẹ. Thì chiếc kính mã số 19, một chiếc kính Sportina. Chiếc kính này em sẽ sell bác chỉ còn 200.000 mã số 19 nhá. Tiếp tục mã số 20 em sẽ đeo một chiếc kính phân cực đây kiểu dáng. Cái dòng kẹp mũ của Nhật Bản ấy cực kỳ là dị, là nó sẽ đeo hẳn bên ngoài rìa mũi lưỡi chai, nó sẽ đeo hẳn ngoài rìa luôn, sẽ không co di chuyển ra vào nhé, nên nó sẽ đeo trực tiếp bên ngoài này. Đấy, khá là dị nhé. Báo cho các bác nhé, nhiều bác không biết và bác bảo là sao đeo bên ngoài không nhìn được đấy nhé. Đây báo cho các bác nhé. Đây mặt trước kính đấy. Mặt trên có hơi bị xước răm nhẹ và có bị bẩn, có xước răm hơi bẩn như thế. Bác nào về có dùng dịch lau kính lau phát tự bóng ngay đấy. Và tiếp tục mặt trong này còn cực kỳ đẹp, mặt trong này gần như không xước đấy. Nó chỉ có bám bụi bẩn nhé. Đấy, và giờ sẽ đeo lên cam cái trong này, các bạn nhìn này đấy. Độ trong suốt cực kỳ cao đây, khi không đeo đấy đấy. Còn khi chúng ta đeo này cực kỳ dịu mắt, cái kính thấu lạnh vậy này, cực kỳ nét luôn, nét nhé. Thì chiếc kính này chiếc kính mã số 20, chiếc kính phân cực, chiếc kính cặp mũ này hôm nay sẽ sell bác chỉ còn 200.000 mã số 20 nhé. Tiếp tục mã số 21 em có một chiếc kính tương tự vậy, một chiếc kính phân cực. Chiếc kính này mắt của nó sẽ nhỏ hơn một chút và sẽ màu đậm hơn nhé. Đấy nhé. Đấy. Một chiếc thấu kính con này thì cực kỳ đẹp, gần như không xước, nó chỉ có hơi bám bụi bẩn nhé. Đấy. Gần như không xước nhé. Đấy. 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 Chiếc kính bên này vậy này, thấu bên này vậy, chỉ bám bụi bẩn nhé, không bị xước nhé. Và báo luôn các bác nhé, tất cả dòng kính của Nhật Bản thường là sẽ kẹp ngay đầu mũi lưỡi nhé. Đấy. ngay đầu mũi lưỡi chai đấy, bên ngoài cứ tiếp bên ngoài đấy. Báo được bác, nhiều bác không biết về bảo là sao kẹp bên ngoài không dụng được. Nói chung là ở bên Nhật người ta dụng được thì mình dụng được nhá. Đấy. Và bên trong này, trong thấu kính mắt không đấy, cực kỳ đẹp, nó chỉ bám bụi bẩn thôi. Đây là chạm bụi bẩn. Cái này bác nào về có dung dịch lau kính lau qua này sẽ bóng ngay nhé. Còn khi chúng ta đeo lên ấy, thì nó sẽ ra một cái màu như này con này. Đấy. Em bỏ kính như này, bỏ kính sẽ màu khá lóa luôn. Và khi đeo lên đấy. Màu cực kỳ dịu nhé, cực kỳ dịu nhé. Đây bên này vậy này. Đấy. Khi đeo kính này độ nét cực kỳ là cao đấy nhé. Cực kỳ trong suốt nhé. Thì chiếc kính mã số 21, một chiếc kính phân cực kẹp mũ. Chiếc kính này hôm nay em sẽ sell chỉ còn 200.000 mã số 21, 200.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 22, hôm nay em sẽ đem một bộ dây rút nhé. Và bên trong có một cái cơ chế để cho bác gài ghim nhé, gài ghim để lại kim băng này.
phần hộp của cái dây rút này bằng kim loại không? Đây logo nhá, đấy. Và dây rút dù nhé. Kéo mắc dài hết cỡ chơi khoảng tầm 4 đến 50 cm. Và dưới này có một cái nhấp này nhấp đến hạ đai quai, nhấp đai quai. Có cực này sắt luôn. Cái nhấp này này, thường những dòng nhấp này thích hợp là cắt dây cước này, cắt dây pro carbon này, cắt chiều nhá, không để cắt dây PE. Cái dòng nhấp này này đấy, tại vì là cái lưỡi này không dạng lưỡi răng cưa, không chống trượt khi chúng ta cắt dây PE, khá là khó nhá. Đây kiểu dáng đấy. Đây, các bác không muốn sử dụng bác nhấp kéo này vào đấy thì cực kỳ an toàn nhá. Thì bộ nhấp này, bộ nhấp dây rút mã số 23. Dây rút Shimano và nhấp đây qua thì bộ này mã số 22 em sẽ để giá là 130.000 mã số 22 nhá. Tiếp tục mã số 23. Mã số 23 em sẽ đó là bộ nhấp và dây rút của Shimano nhé. Bộ dây rút này gần như mới này, cực đẹp đấy. Đấy. Và bộ cơ chế gài dạng gài kim băng hay cái băng này. Đấy. Và dây con này sẽ là sử dụng dây cáp sắt, dây khá là mềm. Khi kéo dài hết cỡ dài khoảng tầm được 50 cm. Được khoảng tầm 50 cm, dài 50 cm. Và dưới này có một cái nhấp đến hại submit này. Cái nhấp này tích hợp vào thay dinh này, thay lưỡi đấy. Cho bác nào thích cậu u nói submit nhé. Cái nhíp này sẽ là nguyên mới, còn nguyên bọc này. Đấy. Thì mã số 3 cũng có bộ dây rút Shimano và nhíp có Smith hàng new mới nguyên, thì là bộ này mã số 3 sẽ để giá là 130.000 mã số 3 nhé. Tiếp tục mã số 24. Mã số 24 em sẽ đưa bộ dây rút tiếp theo, dây rút của Shimano nhé. Đấy. Và là sau là dạng cơ chế kẹp này, đấy, kẹp vào ba nô này, kẹp vào quần áo. Đấy. Và dây rút con này sẽ dùng dây rút dây dù. Bộ này thì là dây dù của nó sẽ dài khoảng tầm 40 cm. Dây rút hết cỡ khoảng tầm 40 cm nhé. Và dưới này có bộ nhấp này không biết được hãng gì, để em sẽ bóc cho xem này. Đây, con này không ghi hãng, bộ nhấp không ghi hãng. Ăn nhấp Shimano là hoàn lên, em nhìn thấy không? Đây này, không nhìn chữ MM, đây Shimano là hoàn đấy. Đấy, cái phần lưỡi này, đây lưỡi khá là khít. Chúng ta cắt dây PE này, dây pro carbon này, cắt dây cước đều ok nhé. Và tiếp tục em có một cái hoàn đá mài, cho bác mài lưỡi đây nhé. Đấy, thì bộ dây rút mã số 24, bộ này full Shimano nhé, mã số 24, bộ này sẽ để giá là 100.000 mã số 24 nhé. Tiếp tục mã số 25. Mã số 25 em sới địa bác một cái nhấp thay dinh thay lưỡi anh nhá, một cái nhấp nội địa này, stainless steel anh nhá, thép bóng loáng có thể soi được gương nhá. Nhấp nó nhìn này, độ khít cực kỳ cao nhá, và thay dinh thay lưỡi cực kỳ ngon. Ngon anh, đây kiểu dáng khá là bén. New mới nguyên 100%, còn nguyên bảo hộ nhá. Thì bộ nhấp thay dinh thay lưỡi mã số 25, bộ này em sẽ để giá là 70.000 mã số 25 nhá. Tiếp tục mã số 26. Mã số 26 em sới địa bác một combo mồi tôm đựng trên một chiếc ví ở Goldfelling nhé, một combo mồi tôm thì là có bạch tuộc anh đấy. Phần viền bằng viền vải đấy, còn khung nhựa bây giờ sẽ giới thiệu bên trong ví này thì gồm có tổng cộng là 9 con mồi tôm khá là nhiều nhá. Thì đầu tiên em giới thiệu một con mồi tôm này đến hạn gì đây, con này là mồi tôm đến hãng Finai, một con mồi tôm hãng Finai, con này đã qua dụng rồi. Cái phần áo này, đây là phần áo dưới phần bụng này nó hơi bị xuất một chút. Cái này bác nào mà muốn sử dụng online, bác về có thể là ấn tất cả cái phần xùi này vào cái rãnh này, bác đổ keo 22, đổ hơi nhẹ, đừng đổ quá hơi bị xùi đấy, đổ nhẹ thì bác lại sử dụng bình thường như thế này. Con này râu ria đầy đủ, này mắt dạng mắt đỏ nhé, size sẽ là con sẽ là ghi là size 2.5 đấy, hiểu không? Đây này, 2.5 đấy. Và còn lưỡi con này cực kỳ đẹp, sáng siêu sáng này, cực kỳ đẹp nhé. Đây con thứ nhất nhé. Tiếp tục con thứ hai con nội địa, con này size 2.5 một con tôm nội địa, râu ria đầy đủ này, riêng phần áo con này cũng còn khá đẹp, nó chỉ bị bẩn không rách bụng đây, áo nhé. Lưỡi cực kỳ sáng đấy nhé, con thứ hai nhé, size 2.5. Tiếp tục con thứ ba con mồi tôm này, con này thì đến hãng Beckley này, có mồi tôm này hãng Beckley đấy nhé. Đấy, size 3.0. Con này thì là lưng chất lưng màu hồng này, đuôi chất đuôi hơi màu nâu xanh. Con này đã qua sử dụng ngoại hình áo nó sẽ hơi bị xùm nhẹ này. Đấy, râu ria đầy đủ, chì còn cực kỳ đẹp. Đây các bạn nhìn này, mắt cực đẹp như thế. Có duy nhất phần trên này hơi bị xùm nhẹ đấy. Đấy, còn lưỡi này sẽ lưỡi siêu sáng như thế. Đấy, lưỡi cực đẹp nhá. Rồi tiếp tục con thứ tư em không, con mồi tôm này đến hãng gì đây này? Nó ghi chữ Nhật em không dịch được nhé. Con tôm sẽ là size 3.0 nhé. Đấy. Con này chứ phần áo nó cực kỳ đẹp, không rách không bụng nữa nhé. Lưng chữ lưng màu đỏ, in vân xương cá. Nhé. Con hiện tại thì không còn râu, mất hết râu. Đấy. Áo cực đẹp, nữa còn khá là sáng. Size 3.0 nhé. Tôi tiếp tục con thứ năm.
con thứ 5 bên dưới là một con nội địa, một con nội địa, con này sẽ là xe 3.5 này, 3.5 này, lưng trên lưng màu cam này, yên vân trên cá đấy, bụng xuống bụng trắng, có phát anh kim vàng và như vàng nhé. Như phần áo này nó hơi bị cái này thì do bung keo hết đây, bác giống em này, bác hãy lấy móng tay bự ấn chặt vào, ấn chặt cái cỡ đấy, ấn vun cả hai bên này, vun chặt vào đấy, rồi bác lấy tí keo 52, bác chỉ chấm nhẹ cho nó cố định lại, đấy. Cố định lại đấy. Đấy. Một con tôm nội địa size 3.5, dâu riêng đầy đủ mọi anh đẹp, nữa còn khá là sáng nhá. Rồi tiếp tục con mã số 6 dưới con mồi tôm này, một con mồi tôm này, con tôm nội địa nhé, size 3.5 này, 3.5 này, con này dạng mắt nồi dạng qua, con này hiện tại đang chột mất mắt, còn một mắt nhé, dâu riêng đầy đủ, dư phần áo con tôm này khá đẹp, không rách không bục nữa, đây phần mỏ này, đấy. Và nữa xem lưỡi đen này, cực kỳ sáng, cực kỳ sắc, đây, size 3.5. Rồi tiếp tục đến con thứ bảy dưới đầm con tương tự vậy, một con tôm size 3.5, cực kỳ sáng, đấy, dâu riêng đủ, con này sử dụng mắt nồi dạng qua. Con này đã qua dụng rồi, chứ phần áo đây hơi bị bục đít một tí này, hơi bị bục đít một chút như thế này, nửa đen kiểu dáng đấy. À, rồi tiếp tục con thứ tám em dưới là một con mồi tôm size 3.5, con mồi tôm này đến hãng Suzuri nhé. Con này lưng sẽ lưng màu nâu này, viền một viền vàng này, bụng trắng này, có chấm bin này, có phát anh kim vàng nhé. Con này đã qua dụng rồi, nhưng phần áo nó hơi bị rách hơi bùng nhẹ này. Đấy. Và con này sử dụng mắt nồi giả qua, dâu ria đủ size 3.5, nửa trên nửa trắng này, cực kỳ sắc. Và tiếp tục con thứ 9, con cuối cùng em thấy là một con mồi tôm nội địa, mồi tôm kiểu dáng này. Con này sẽ là size của tầm 4 chấm. Con này hiện tại là mắt không còn, mất hết cả hai mắt rồi. Dâu thì một bên gần trụ, một bên còn nguyên, đây, một bên gần trụ còn nguyên nhé. Phần áo của chiếc con tôm này này, phần áo con tôm này còn khá đẹp, không rách không bục nữa. Đầu sẽ đầu dạng đồ dù này, và đuôi sẽ dạng đuôi một lưỡi kiểu dạng. Thì combo mã số 26 combo mồi tôm này gồm có trứng mồi tôm này, bán bác cả tất cả ruột cả bỏ này. Mã số 26 combo mồi tôm này sẽ để giá là 250.000, mã số 26 nhé. Mã số 27 em giới thiệu bác một combo gồm hai chiếc ví đựng mồi tôm cơ mực, một chiếc đến hãng Daiwa Emiranda, chiếc ví nó còn khá là mới nhé, cực kỳ đẹp nhé, sản xuất tại Đài Loan nhé. Và một chiếc tiếp theo thì em không biết tên hãng, nó ghi chữ Nhật nhé, màu sáng gì. Em giới thiệu chiếc Daiwa kiểu dáng đấy, mặt đằng sau sẽ là nhựa đen này, mặt trước sẽ nhựa trang kính, nhìn sự thấu nhé. Và chiếc túi này nó có kích thước như sau, chiều ngang sẽ là 19cm, chiều dọc là 14.3 cm nhé. Và giờ sẽ giới thiệu bên trong. Khóa sụ khóa IKEA can cực kỳ tròn bên trong. Bên trong nó sẽ ốp một tấm xốp cho bác để gài mồi đấy. Và trong này có một tấm nhựa cho để bịt lưỡi, để chống lưỡi đâm đây này, đâm vào những cái viền như đấy, nó bị hỏng đấy, là cái bịt lưỡi đấy, khá hay. Và tiếp tục chiếc thứ hai, một cái hàng nội địa này ghi chữ Nhật nhé, màu sẽ màu trắng gì, mặt trước mặt sau đều là trắng kính, nhìn xuyên thấu nhé. Và giờ em sẽ dở bên trong. Đo kích thước chiều ngang của chiếc ví này nó sẽ là 12.5 cm, chiều dọc sẽ là 18 cm. Và giờ em sẽ giới thiệu bên trong chiếc ví này gồm có hai ngăn, dưới này có một ngăn này có xốp cho các bạn gài mồi các kiểu đấy. Và trên này em có một ngăn lưới cho để phụ kiện như này. Cái này thì cũng mua mã số 27 gồm hai chiếc ví đựng mồi tôm cơ mực này, hai chiếc ví này em sẽ để giá là 150.000, mã số 27 nhé. Tiếp tục mã số 28 em sẽ để bóc một chiếc hộp đựng phụ kiện nhé. Chiếc hộp này sẽ dạng bọc da bóng này, đấy, cực kỳ mới đây, kiểu đó. Cái nào chứ đựng phụ kiện này, đựng sở phun máy câu này, đựng mồi câu này, đều cứ được nhé. Bên trong có ba miếng xốp như này, miếng hai bên này nó sẽ gài chặt, và miếng giữa các bạn tách rời nhé. Đây các bác có thể gắn những cái mồi thìa này, một số phun này, các bác đậy ngược này lên, và lại gắn tiếp mặt nữa nên các bác được hai mặt nhé. Đấy. Cho đựng mồi này, đựng phụ kiện này, đựng một số phun đều ghê nhé. Thì chiếc hộp này có kích thước như sau, chiều ngang của chiếc hộp này sẽ là 18 cm, chiều dọc sẽ là 12 cm, và độ dày của chiếc hộp này sẽ là dày của tầm 5.5 cm. Quá cực kỳ xịn sò luôn, kéo đúng khớp của nó thì cực kỳ nhẹ nhé. Thì chiếc hộp phụ kiện này mã số 28 em sẽ để là 120.000, mã số 28 nhé. Tiếp tục mã số 29 em sẽ để bằng một cặp găng tay nội địa, găng tay này sẽ làm bằng nỉ nhé, phun nỉ từ trong ra ngoài, đây có dập logo đầy đủ nhé. Trước găng tay thì nó sẽ là size tương đương size N, đôi này cho bác là tay vừa
Và tay to là đẹp nhé, bao giờ tay vừa tay to đeo đôi này thì cực kỳ đẹp, đeo này khá là ấm, khá ấm. Nằm bằng nỉ nhé, full nỉ nhé, từ bên trong ra ngoài bằng nỉ nhé, đeo cực kỳ ấm, cực ấm. Đấy, bên tay này vậy nhé, đủ cặp nhé, đủ cặp nhé. Thì đôi găng tay mã số 29, một đôi găng tay bằng nỉ, ngoại hình còn cực kỳ đẹp nhé, không rách không bục không lỗ. Thì đôi găng tay mã số 29, đôi này em sẽ để giá là 120.000, mã số 29 120.000 nhé. Tiếp tục mã số 30. Mã số 30 em sẽ đeo một đôi găng tay tiếp theo này, một găng tay sẽ là như mới nguyên. Đây, như mới nguyên này. Đây, đây. Đôi này sẽ size N đây. Một đôi găng tay sản xuất tại đâu đây? Sản xuất tại China nhé. Xuất thị trường Nhật nhé. Đấy, size N nhé. Có mã vạch đầy đủ nhé. Đấy. Đây, mặt trên sẽ là dạng bằng len, có len, len co giãn nhé. Mặt dưới dạng người ta sẽ tráng nhựa, tráng cao su này. Khi chúng ta cầm đồ thì có cái lớp này này, nó sẽ ma sát cực kỳ tốt, chống trượt cực kỳ cao. Các bạn nhìn em đặt tay này, em kéo này, đây. Hơi kéo nhẹ thôi, nó bám cực kỳ chặt nhé. Chống trượt nhé. Đấy. Thì đôi găng tay mã số 30, một đôi găng tay size N này. Đấy nhé. Hàng như mới nguyên. Đôi găng tay này em sẽ để giá 120.000, mã số 30 nhé. Mã số 30, 120.000. Tiếp tục mã số 31. Mã số 31 em sẽ quay máy quay cho anh em một chút này. Đây, mã số 31 em sẽ đeo vào combo máy câu. Combo thì gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 con máy câu, 8 máy câu nhé. Thì đầu tiên giới thiệu một con máy câu này. Con này đến hãng gì đây? Một con máy câu đến hãng. Hãng gì đây này? Đây nhá, đây một con máy câu nằm bằng một kim loại các bạn nhé. Con này có thể đổi tay trái phải nhé, đổi tay phải nhé. Đây, trả ngược trả xuôi đầy đủ. Đã, quay này, quay khá là bon. Đây, còn đóng cho ngược, đóng cho ngược đấy. Đã, quay này, xuôi khá to nhé. Con này thì hiện tại là một khô giò, cũng hơi nặng một chút, nhé. Đây, còn gạt cốt thì cái nọ so hơi kém. Một là kém, hai đang động đi xít dầu, đấy, đã. Còn con ăn cốt, còn máy quay này. Đây, còn cái rát khá chặt. Để sẽ mở thử này. Đây, cái rát này nó bị chặt đấy. Đấy, bán cho bác nào về lấy linh kiện nhé. Tiếp tục con thứ hai con máy này đến hãng gì đây nhỉ, đem xem này, một con máy nội địa này. Xem nó đến từ hãng nào. Con này không ghi tên hãng nữa. Đây, một con máy đến hãng đây qua đây, một con máy đến hãng đây qua nhé. Sản xuất tại Sapa nó hoàn nhé, nội địa đây nhỉ. Đây, quay khá là bon, quay khá là ịp, cái tay quay nó hơi kêu một chút thôi, còn tất cả thứ để êm đấy. Đấy, tay quay có thể gập này trả ngược trả xuôi này. Đây, đem đang mở cho ngược đây, khóa cho ngược đấy nhé. Đây, khóa cho ngược đấy. Đấy, con này đổi tay trái phải đấy nhé, và gạt cước này, con gạt cước vẫn hoạt động bình thường nhé. Con ăn cước này bằng đá, con ăn cước em xem, con ăn cước tĩnh hay là cước thường? À đây, con ăn ăn cước tĩnh luôn nhé. À đây, con ăn cước chạy luôn. Đấy, nó hơi bị kẹt dầu một chút. Đây, còn cối đây kêu khá là đanh nhé. Con này tương đương size của tầm size 2000 nhé. Đây này, cái phần viền của cái cối này cũng khá là mịn nhé, không bị sần nhé. Còn siết rát đều ok. Đây, con máy thứ hai. Rồi tiếp tục con máy thứ ba em sẽ được một con máy này có tên là Mega Spin này. Size con này chắc size phải 6-7 nghìn gì đó, size 6-7 nghìn, khá là to này. Quay khá là bon. Bên trong có dây dù sẵn nhé, nhân đấy. Con này bên trong có dây dù này. Đấy. Và con này bên trong có dây dù này. Này, quay cực kỳ là bon. Con này đã qua dụng. Ngoại hình có xước nhé, có bị xước sát, có chảy nhé. Đấy, báo nói Mega Spin. Đến hạn Brock. Con này đến hạn Brock nhé, có tên là Mega Spin hạn Brock nhé. Đấy, con này size tương đương tầm 6.000, nó ghi là 60 này, 60 tương đương chắc khoảng tầm 6.000 nhé. Đây, ngoại hình có chảy, có xước sát. Đấy. Đây. Đát kêu khá to. Cố kim loại, con này sử dụng 4 bậc đạn, cố đạn như thế này. Gạt cước này, em sẽ mở gạt cước này. Đây, gạt cước con này nhé. Con ăn cước còn cực kỳ sáng. Đấy, rát kêu khá này, cái này nhé. Siết rát đầu tiên này, đấy, full chức năng nhé. Đổi tay trái phải thoải mái nhé, Đây, giờ em sẽ khóa cho ngược, mở cho ngược này. Đây, mở cho ngược đấy, đấy. Mở đều kia nhé, khóa cho ngược này. Đây, khóa cho ngược đấy, khóa cứng ngắc nhé. Đấy nhé, đây con máy thứ 3. Rồi tiếp tục con máy thứ tư em sẽ đeo bằng con máy công ngang đến hãng Shimano Panta. Đây này, Shimano Panta đây nhé. Đấy, một con máy công ngang, con này sẽ là tay quay phải này, quay khá là bon này, full tất cả chức năng này. Siết ra thì em sẽ siết thử này. Đây, siết này khá là chặt nới lỏng này. Đây, nó quay được ngay nhé. Bên trong có dù sẵn nhé, và cái tay quay này nó đang hiện tại đang bị muối bán đấy. Cân mồi này, bên này chỉnh thắng đều kia nhé. Sản xuất nội địa nhé. Con này sản xuất tại Mana nhé. Malaysia nhé. Thân con này nó phun nhựa quay cực kỳ ngon luôn. Rồi tiếp tục con máy thứ 5. Con máy thứ 5 là con máy Daiwa này, một con máy nồi đồng cuối đá nhé. Đấy, phân thân phun kim loại đây, quay đây, hiện tại đang bị rối dây này, dây đào vào đấy, còn quay bình thường này, quay ngon này nhé.
Hiện tại đang một số chơi không quay được nhiều để báo cho các bác nhé. Đấy, con này thì trả ngược trả xuôi đầy đủ này. Ở đây em đang khóa trên người đấy. Con mở trên người, mở trên người. Đấy. Đổi tay trái phải thoải mái, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đấy. Gạt cước này, gạt cước thì hiện tại gạt vẫn ngon lành đấy, nhưng mà nó đang bị hơi khô dầu chút, không khô dầu. Còn gạt vẫn ngon lành, gạt ngon lành. Đấy. Con ăn cước khá là sáng. Rát này, rát vẫn kêu ngon lành, rát kêu ngon lành. Con này nó có in họa tiết con này, cực kỳ đẹp, cực đẹp. Đấy. Đó, siết ra đầu kia, nhé. Con này sản xuất nội địa Japan, hoạt động bình thường. Hiện tại đang bị rối dây thôi, đang bị rối dây trong. Đây con đợi một chút em sẽ rút dây cho quay các xem. Đây, quay này, quay cho trường ngon. Đây, con này, đấy. Đây đang mở trường ngược này. Còn nếu khóa trường ngược sẽ xuất ra tiếng kêu tê tê. Quay khá là mòn nhất. Rồi tiếp tục đến con máy số 6. Con máy số 6 này em giới thiệu một con máy là con máy sản xuất tại China, một con máy Sam 1000 này. Đấy, quay con này, đó. Phút chút năng, đây đang trở ngược này, đấy, quay xuôi này, quá trở ngược, đây quá trở ngược, hoạt động bình thường, đấy, đổi tay trái phải được, đổi tay trái phải được, gạt cước này, gạt cước thì con này hiện tại đang bị khô dầu nhá, con ăn cước thì hơi bị xịt màu chút, còn rát này, này sẽ mở rát này, xem. Đấy, rát này, đã kiểu khá là to, đấy, siết ra đầu kia nhá, rồi tiếp tục chuyển sang con máy số 7. Con máy số 7 em thấy là một con máy Shimano, sản xuất nội địa Japan, một con máy cố tĩnh đi, đây là cố tĩnh đây. Con này là con máy nó có tên là gì đây, em xem nào. Một con máy carbon titanium này đây, nó ghi carbon titanium size 5000, giá 5000. À, một con máy titanium đây, đây. Tên titanium size 5000 cố tĩnh. Đây, chào giá. Đấy, quay cực kỳ ngon, Đấy. Đấy nha, đổi chân ngược sẽ xuôi này. Đây ta mở chân ngược ấy. Đấy, khóa chân ngược này. Đấy, khóa chân ngược này. Con này bắt đổi tay trái phải được, đổi tay trái phải được. Và con này cố tĩnh thì sẽ không xoay nhé. Chỉ có gạt cước này, gạt cước ngon lành nhé. Đây, nảy tưng tưng nhé. Đánh nhau hình con này còn khá là mới. Đấy, quay cực kỳ ngon. Đấy, bên trong không nhầm, vẫn còn dây nhé. Bên trong vẫn còn dây đây này. Đây là vẫn còn đầy GPN thôi nhé. Đầy GPN đây. Đấy nhé. Con máy mạng số 7 nhé. Rồi tiếp tục con máy số 8. Con máy số 8 em sới đỡ một con máy này, đến hãng gì đây? Một con máy này nó không ghi à, một con máy Ruby, một con máy nội địa này. Con này hiện tại còn cối này, nó đang bị nóng ốc ấy, nóng trục ấy, mà cả cái rát này này, cái thế này. Qua nào về có thể sơ chế qua giỏ dầu cầm kịp vặn cho em nhé, tại vì tay em không vặn được. Có là báo thế như đấy, nó đang bị nóng trục này, đấy. Còn quay vẫn quay được đây, nhưng mà nó bị nóng trục thì nhăn hơi bị nặng, đấy. Con này bình thường, đây, trả ngược trả xuôi nhé, đấy. Khóa cho ngược này. Đây, khóa trên ngược con này. Đây, khóa trên ngược còn ra tiếng tiêu cơ. Đây, sẽ gạt cước này. Gạt cước đang bị khô dầu này. Còn rát thì là đang bị cứng. Máy là thân full carbon. Ở vòng tua sẽ là 3.9 nhé. Đây, thân full carbon đây. Con này size tương đương tầm size 5000, size 5000. Thì combo này combo mã số 31 gồm có 8 máy câu này. Bán bắt tất cả lô luôn. Combo mã số 31 sẽ để giá là 95.000, mã số 31 95.000 gồm có 8 máy câu nhé. Thì bác nào mua về lấy linh kiện thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì hôm nay lên bác tổng cộng là 31 mã. Thì bác ưng mã nào thích mã nào liên hệ trực tiếp với con số điện thoại 0878690999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye.